Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định mở rộng diện tích lên 17,86 ha. Bắc Ninh ứng dụng Zalo trong xây dựng chính quyền 4.0. Nhiều hạng mục khu du lịch Tam Trúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chưa hoàn thành theo tiến độ. Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình tổ chức đêm hội vui Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư. Cảnh báo tình trạng mất trộm xe máy khi đi làm đồng tại Hưng Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vốn là nghề truyền thống, đến nay nghề rèn vẫn được xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình duy trì và phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương. Để nghề rèn phát triển bền vững, những năm qua, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy đã xây dựng quy hoạch khu làng nghề tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh tiếng ồn trong khu dân cư, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ làm nghề được vay vốn mở rộng sản xuất. Hiện xã có trên 60 hộ làm nghề rèn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập bình quân 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Hầu hết các hộ làm nghề đều đã đầu tư máy móc và sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vừa ban hành quyết định về việc mở rộng cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường. Theo đó, diện tích sau khi mở rộng sẽ là 17,86 ha. Cụm công nghiệp Xuân Tiến tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường có diện tích giai đoạn 1 đã thực hiện là 8,7 ha, diện tích mở rộng thêm mới là 9,16 ha. Ngành nghề hoạt động là sản xuất cơ khí đúc, dịch vụ phụ trợ cho ngành cơ khí. Tổng mức đầu tư trên 67 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của chủ đầu tư và nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của nhà nước. Toàn bộ vốn đầu tư được sử dụng theo tiến độ thực hiện dự án và hoàn thành vào năm 2020. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Được biết, để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, từ năm 2001, xã Xuân Tiến đã hoàn thành xây dựng cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sản xuất tập trung cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng quy mô. Đến nay, cụm công nghiệp Xuân Tiến đã được lấp đầy với trên 20 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí chế tạo máy như máy tút lúa, máy ép gạch thủy lực, máy trộn đảo bê tông liên hoàn. Do diện tích mặt bằng cụm công nghiệp tập trung mới đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nên làng nghề cơ khí Xuân Tiến hiện vẫn còn hơn 300 cơ sở sản xuất nằm trong các khu dân cư tận dụng diện tích nhà ở làm xưởng sản xuất. Không học qua một trường lớp đào tạo chuyên sâu nào về khoa học kỹ thuật, thế nhưng ông Đỗ Văn Trường ở tổ 1, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã tự tìm hiểu, nghiên cứu và sáng chế thành công máy bơm vô ống có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê phát triển về nông nghiệp, ông Đỗ Văn Trường phần nào thấu hiểu những nỗi vất vả của bà con, nhất là trong việc bơm nước tưới tiêu. Bên cạnh đó, bản thân lại có niềm đam mê đặc biệt với việc nghiên cứu, sáng tạo, nên ông đã tự mình mày mò, chế tạo, thử nghiệm để cho ra đời chiếc máy bơm vô ống vào năm 2004. Sản phẩm này đã giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Ninh Bình năm 2005 và được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền sáng chế vào năm 2006. Thì đối với cái bơm vô ống này thì cái hiệu quả của lớn nhất của bơm vô ống tức là tiết kiệm năng lượng. Tức là so với bơm truyền thống bây giờ gọi là bơm trục đứng thì nó tiết kiệm điện, cùng lượng nước bơm được như nhau thì lượng điện tiết kiệm đi chỉ bằng 1/3 đến 1/4 so với bơm trục đứng. Cái tiết kiệm năng lượng thì nó giảm đi được cái chi phí nông nghiệp. Đấy. Thứ hai là cái giá thành ban đầu nó rất rẻ. Để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, hiện nay ông Trường đang tiến hành sản xuất 3 loại máy bơm vô ống với kích thước, công suất khác nhau. Với tính ứng dụng cao, giá thành phù hợp, hiện hơn 300 chiếc máy bơm vô ống do ông Trường sáng chế đã được bán ra ngoài thị trường. Phải nói là cái đề xuất các cái sáng kiến của những người nông dân không được học hành đào tạo mà có những sản phẩm khoa học tốt thì Ninh Bình đối với sản phẩm của bác Trường hôm nay là sản phẩm thứ hai. Thì chúng tôi đã kết hợp với liên hiệp một các hội khoa học kỹ thuật. Thì phải nói là hai cơ quan này là phối hợp với nhau để một là động viên được cái nhà khoa học, gọi là nhà khoa học là vì người ta có sáng chế thôi, tức là chân đất, nhà khoa học chân đất có những cái sáng kiến để gửi đến Trung ương.
Thời gian tới, ông Đỗ Văn Trường tiếp tục nghiên cứu, cải tiến máy bơm vô ống phục vụ quá trình lao động sản xuất trong nông nghiệp và luôn là nhà sáng chế được bà con yêu mến, quý trọng. Trong thời gian qua, Hợp tác xã Tân Minh Đức và bà con nông dân xã Phạm Trấn, huyện Sa Lộc, tỉnh Hải Dương đã đưa giống dưa chuột Nhật Bản vào trồng vụ hè thu và vụ đông cực sớm. Thực tế cho thấy, cây dưa phát triển tốt trên nền đất cũng như trồng trong nhà lưới. Hiện nay dưa đã cho thu hoạch, giá bán trung bình 15.000 đồng một kg, năng suất một sào đạt khoảng 3 tấn. Như vậy, một sào trồng dưa chuột Nhật Bản cho thu nhập từ 40 đến 45 triệu đồng. Dưa chuột giống Nhật Bản cây khỏe và cho thu nhập kéo dài trong một tháng. Thực hiện đề án tổng thể, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, công an các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp tích cực, tiến hành thu thập các thông tin dân cư. Thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh, công an các huyện thành phố, công an các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực làm thêm ngày thêm giờ, tiến hành thu thập các thông tin dân cư. Đến nay, công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn đã thực hiện được gần 780.000 phiếu thông tin dân cư, đạt trên 97% kế hoạch. Hiện lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Hà Nam đang phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành số hóa, quét dữ liệu các phiếu thông tin dân cư vào hệ thống lưu trữ điện tử, góp phần cùng với các địa phương trên cả nước thực hiện có hiệu quả đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Tỉnh Bắc Ninh đã triển khai ứng dụng Zalo vào cải cách hành chính, đáp ứng mô hình xây dựng chính quyền điện tử 4.0. Động thái này của tỉnh giúp phục vụ tốt hơn cho người dân, đem đến sự thuận tiện, nhanh chóng, tăng cường sự tương tác giữa người dân và chính quyền trên môi trường mạng, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch. Đây là hình ảnh lễ khai trương ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính của tỉnh Bắc Ninh. Từ nay, người dân trong tỉnh có thể tra cứu và nhận kết quả 1.948 thủ tục ngay trên Zalo, bao gồm nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy đăng ký sử dụng đất, giấy phép xây dựng, đăng ký bổ sung hộ tịch, sổ hộ khẩu, thậm chí có thể nhận kết quả giải quyết tranh chấp khiếu nại. Bên cạnh đó, việc dùng Zalo trong điều hành nội bộ nhằm đảm bảo giải quyết thông suốt và nhanh chóng công việc, tiết kiệm nguồn lực cho tỉnh. Sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với lại Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh cũng như là lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể để mà tiếp tục cải thiện dịch vụ, thường xuyên theo dõi, giám sát cái chất lượng dịch vụ trên Zalo để mà mình có phương án cải thiện trong thời gian tới. Đồng thời thì công ty cũng sẽ phối hợp với chính quyền để đưa thêm nhiều cái dịch vụ tiện ích lên phục vụ người dân. Tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh, người dân sẽ nhận được giấy biên nhận, trên đó có một mã QR. Bằng cách quét mã QR trên ứng dụng Zalo, người dân sẽ nhận được đầy đủ thông tin tiến độ xử lý hồ sơ, đồng thời được đánh giá thái độ và kết quả công việc của các cán bộ trung tâm. Người dân có thể nhắn tin trao đổi trực tiếp với trung tâm mỗi khi có thắc mắc hay cần góp ý qua tính năng trò chuyện nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bất kể trong hay ngoài giờ làm việc. Ngoài ra, người dân cũng cập nhật được những chính sách mới, tin tức hành chính công của tỉnh ngay trên ứng dụng Zalo. Chính quyền tỉnh mong muốn việc dùng Zalo để tương tác với người dân phải mang tính thực tiễn cao, đi vào thực chất, giải quyết được các vấn đề tồn đọng trong cải cách hành chính. Trong thời gian tới thì ngoài cái việc quán triệt đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và hướng dẫn trên cái hệ thống thông tin đại chúng, đặc biệt là trên các cái kênh của đài truyền hình tỉnh Bắc Ninh, những cái kênh của các đài truyền hình trong khu vực, trong nước cũng như là trên các cái trang báo. Để người dân dễ dàng tiếp cận sớm nhất với cái mô hình triển khai cái Zalo này trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin và đáp ứng thành công xây dựng cái kiến trúc chính quyền điện tử và đảm bảo cái sự tốt nhất cho công cuộc cải cách hành chính và thỏa mãn tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Để việc ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính đạt hiệu quả cao nhất, các sở ngành cần quán triệt các cán bộ công chức viên chức cài đặt và tăng cường sử dụng Zalo trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính,
tương tác với người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Nội vụ cần tham mưu dự án tỉnh đưa kết quả ứng dụng Zalo phục vụ người dân và doanh nghiệp vào nội dung công tác thi đua hàng năm. Di chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Nam, hiện nay dự án khu du lịch Tam Trúc đang được nhà đầu tư tập trung xây dựng để đủ điều kiện tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc VSAT 2019. Nhưng tiến độ thi công một số hạng mục vẫn còn chậm. Một số hạng mục còn chậm được kể đến thuộc các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật như tuyến đường ven hồ phía Tây N2, tuyến đường dạo bờ Nam sông Ba Sao, tuyến đường dạo bờ Bắc sông Ba Sao, cổng đi chùa Hương, chỉnh trang nạo vét lòng hồ Tam Trúc, các công trình kiến trúc tâm linh và các công trình chức năng khác như điện Tam Thế, nhà Tả Vu, Hữu Vu của cổng Tam Quan, vườn kinh, khách sạn Ba Sao. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu nhà thầu là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khẩn trương huy động máy móc, nhân lực, nguồn lực để thúc đẩy tiến độ thi công các hạng mục của dự án khu du lịch Tam Trúc. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công việc theo đúng tiến độ, thời gian, kịp thời tháo gỡ những khó khăn và chủ động báo cáo tiến độ, đề xuất kiến nghị toàn bộ công tác thi công của nhà thầu phù hợp, đảm bảo tiến độ và yêu cầu của dự án. Di tích lịch sử văn hóa là tài sản vô giá không chỉ đối với tỉnh Thái Bình mà còn là của đất nước và toàn nhân loại. Bởi vậy, việc trùng tu tôn tạo, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa luôn được tỉnh Thái Bình quan tâm. Hiện nay, toàn tỉnh Thái Bình có 3.200 thiết chế văn hóa tín ngưỡng, trong đó có 655 di tích được xếp hạng các cấp, có 2 di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt, 115 di tích cấp quốc gia và hơn 500 di tích cấp tỉnh. Qua thời gian, nhiều di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo ngành văn hóa và các địa phương đẩy mạnh công tác trùng tu tôn tạo. Từ năm 2016 đến nay, có hơn 170 di tích được tỉnh trùng tu tôn tạo với kinh phí gần 60 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh còn thu hút nguồn lực của các doanh nghiệp nhà hảo tâm đầu tư cho phát triển văn hóa gắn với du lịch của địa phương, lập quy hoạch tổng thể chi tiết các điểm di tích để khoanh vùng bảo vệ quy hoạch, đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông, bến bãi đỗ xe, công trình vệ sinh công cộng, các điểm dừng nghỉ mua sắm các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của địa phương, đồng thời làm tốt công tác quản lý tổ chức các hoạt động lễ hội tham quan tại các di tích lịch sử theo đúng thuần phong mỹ tục, góp phần đẩy mạnh quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử các di tích trên địa bàn. Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Công nhân và Lao động trẻ Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh vừa tổ chức chương trình giao lưu tình nguyện viên quốc tế năm 2018. Tham gia chương trình, 100 sinh viên, tình nguyện viên đang học và làm việc tại Hải Dương đã giao lưu trò chuyện với các sinh viên quốc tế về sự trải nghiệm qua các chương trình tình nguyện ở nhiều đất nước, văn hóa, vùng miền khác nhau và biểu diễn những tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, sôi động. Thông qua các tiết mục hát múa giao lưu đã tạo mối liên kết gần gũi và thân thiết. Qua đây, giúp sinh viên nâng cao tinh thần, phát huy sức trẻ, thúc đẩy phong trào tình nguyện, tạo nhiều dấu ấn trong cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế và giáo dục truyền thống đoàn kết, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho đoàn viên, sinh viên, tình nguyện viên. Huyện đoàn Bình Lục tỉnh Hà Nam phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bàn giao điểm vui chơi cho thiếu nhi tại xóm 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa. Điểm vui chơi cho thiếu niên nhi đồng xóm 2 Cát Lại, Bình Nghĩa nằm trong khuôn viên của nhà văn hóa xóm. Cầu môn bóng đá, tổng số tiền gần 20 triệu đồng, nguồn kinh phí do đoàn viên thanh niên huyện Bình Lục và đoàn viên khối doanh nghiệp đóng góp. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực của huyện đoàn Bình Lục và đoàn khối doanh nghiệp tỉnh nhằm quan tâm đến các em thiếu niên nhi đồng của địa phương để các em có không gian vui chơi bổ ích, lành mạnh. Là điểm sinh hoạt tập thể lý tưởng thu hút thiếu niên nhi đồng ngoài giờ đến trường, giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện về thể chất. Món quà này được bàn giao sẽ giúp cho các em thiếu niên nhi đồng của xóm vui Tết Trung Thu thêm ý nghĩa. Nhân dịp này, huyện đoàn Bình Lục và đoàn khối doanh nghiệp tỉnh cũng đã trao quà cho 6 thiếu nhi của xóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Câu lạc bộ quan họ Đương Xá, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh vừa bế giảng lớp học nâng cao kỹ năng quan họ. Lớp học nâng cao kỹ năng quan họ là một lớp học của các liền anh liền chị đã từng đi chơi quan họ nhiều năm và qua các lần thi tiếng hát quan họ của tỉnh đạt giải cao. Lớp thu hút 43 học viên đến từ các xã phường trong địa bàn thành phố. Trong suốt 6 tháng, các học viên được học 29 buổi vào các buổi chiều chủ nhật với các phần học như tiêu chí một làng quan họ gốc, lối chơi quan họ, trang phục quan họ, hiểu sâu về nét đẹp của văn hóa quan họ, các tập tục về quan họ, kết trại giữa các làng,
Với tinh thần đầy trách nhiệm, thầy tâm huyết dạy, trò quyết tâm ham học, kết thúc khóa học đã có trên 80 học viên đạt khá giỏi, gần 20 học viên trung bình và không có học viên yếu kém. Tại lễ bế giảng, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đã trao 40 giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình lớp học hát dân ca quan họ nâng cao năm 2018. Ủy ban Nhân dân phường Vạn An trao 11 bằng khen cho 11 học viên đã có thành tích trong truyền dạy và học tập nâng cao kỹ năng học hiểu biết về dân ca quan họ Bắc Ninh. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Bình và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Vũ Thư vừa tổ chức đêm hội vui Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo tại xã Vũ Đoài. Tại đêm hội, gần 300 em nhỏ đến tham dự chương trình được tặng quà Trung Thu là đèn lồng, bánh kẹo, đồ chơi. Trong đó, 51 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của xã Vũ Đoài được trao quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Toàn bộ những phần quà này do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Vũ Thư vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong tỉnh tài trợ. Tại chương trình, các em thiếu nhi còn tham gia giao lưu, chơi trò chơi dân gian, xem văn nghệ ảo thuật. Không chỉ mang đến niềm vui, nụ cười cho các em, tiếp thêm nghị lực cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động thiện nguyện này của Hội Chữ Thập Đỏ còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đưa ra thị trường, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Theo thống kê, hiện huyện Yên Phong có hơn 700 cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến thực phẩm. Qua thực tế thanh kiểm tra đột xuất về lĩnh vực an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu tại các chợ, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại cũng như một số tổ chức cá nhân kinh doanh, buôn bán các mặt hàng đồ chơi trẻ em về xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy, cho thấy các cơ sở này đều được đánh giá đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, ý thức bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng từ các chủ cơ sở kinh doanh được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan hữu quan huyện Yên Phong đã và đang tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho người sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tháng 9, tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường, ngay sau khi khai giảng năm học mới 2018-2019, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông cho học sinh và tiếp tục nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông và tuyến đường đến trường an toàn giao thông. Với sự tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, nhiều học sinh đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều cổng trường học vẫn xuất hiện tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang trên đường, lạng lách, đánh võng, nhất là ở khu vực nông thôn. Điển hình là tại trường Trung học Phổ thông Yên Bình, huyện Ý Yên, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn và trường Trung học Phổ thông Trực Ninh A. Nguyên nhân là chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trong giáo dục tuyên truyền về an toàn giao thông. Để khắc phục tình trạng trên, công an các huyện và thành phố Nam Định đang mở đợt cao điểm xử lý vi phạm đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở bằng hình thức viết bản kiểm điểm gửi về các trường học để phối hợp giáo dục an toàn giao thông cho học sinh. Mới đây tại địa bàn thôn Vạn Tường, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã liên tiếp xảy ra một số vụ xe máy của người dân bị mất trộm khi đi làm đồng, gây bức xúc dư luận quần chúng. Ngày 16 tháng 9, chị Hoàng Thị Hưng ở thôn Vạn Tường, xã Bảo Khê đi làm đồng và để một chiếc xe máy Way Alpha màu trắng biển kiểm soát 89V1-18571 trên đầu bờ để xuống làm cỏ. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, chị từ dưới ruộng nhìn lên đã không thấy xe đâu. Trước đó không lâu, cũng ở khu vực cánh đồng giữa thôn Vạn Tường, xã Bảo Khê với thôn Tín Ninh, xã Trung Nghĩa, chị Phạm Thị Giả cũng mất một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 89V1-24000 nhãn hiệu Way Alpha màu xanh. Các trường hợp kể trên, dù đã khóa cổ xe trước khi đi làm, nhưng tội phạm đã lợi dụng việc người dân để xe máy ở những nơi vắng, không có người trông coi, rồi dùng các vật dụng tự tạo để phá khóa, thực hiện hành vi phạm tội. Người dân khi bị mất cắp đã báo chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.